Nhỏ nhau nha. Có đi nước mía rồi thôi. Rồi anh thuốc đi bạn. Bị trắng đi bạn. Bác TV xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà đến video theo mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem xếp bây giờ đánh đôi nha. Giữa anh Phú với ông Sáu một bộ. Cô Trúc với Chí Linh một bộ. Kèo song tô cả nhà, song tô miệt vườn 80 điểm đồng. Dạ đường nó đi hỏi gì con thôi bà ạ. Bữa hả cháu mình hôm nay mình sẽ làm trọng tài cho hai đội nha cả nhà. Sơ ghi 15 điểm cho lên giải thưởng 100k nha. Một bỏ hai lấy. Điểm kết thúc sẽ đấu 3 băng nha cả nhà. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em xem xét video đánh xong tô với mình luôn. Mười lăm anh. Hai điểm đầu tiên cho đội của cô chú với chị Linh. Quả 26 đi. Ở nhà clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh. Đang nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ đã có động lực ra nhiều dấu hay hơn nữa cho nhà xem. Bây giờ quay miệt vườn cả nhà. Chủ yếu những buổi trưa đem lại những clip giải trí cho cả nhà xem. Mình được ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình. Cảm ơn ông bà của chú anh chị em rất là nhiều luôn. Kèo xong tô nữa nha. Chi Linh với cô chú một bầu. Ông Sáu với anh Phú một bầu 80 điểm đồng. Bốn nữa sáu. Chơi thằng anh uống gà. Hả? Chơi thằng anh uống gà. Uống gà. Làm sáu uống chơi lớn luôn nha, uống chơi gà luôn vậy. Bây giờ con gà hay con vịt thì em uống chơi với anh, chơi với đừng nói nhỏ anh vẫn chơi. Rồi cả nhà kết thúc cái clip này là cả nhà nhớ đón xem cả nhà là bốc thăm 16 người 8 cặp đấu nha cả nhà. Cô Trúc sẽ là người bốc thăm thì mình sẽ ghi ra những cặp đấu về ngày mai 12 giờ trưa ngày mai sẽ có cặp đấu đầu tiên cái này. Nấp 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 dở nha. 2 phút, 2 điểm đầu tiên cho đội của anh Phú với ông Sáu. Hãy
bà có trước chị em cũng chưa xem clip cũng biết rồi luôn. Cái này trời vô chuyển mưa cả nhà ơi, nên màn hình mình hơi tối cả nhà, không cảm bỏ qua cho mình nha. Rồi. Chủ yếu mình quay những clip đem lại hình ảnh âm thanh tốt nhất cho nhà xem. Mình có gì thiếu sót thì ông bà cứ cho em hết sức thông cảm bỏ qua cho mình. Ba phụ. Dạ ba nữa năm. Tiền nước anh dạ. Tiền đi cho được nè. Sắp về thấy chút hết đường quán rồi. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân. Và có thật nhiều sức khỏe. Năm mới làm ăn có tài phát lộc. Ngày mới anh là hạnh phúc và có tình yêu sức khỏe. Hôm nay là dỗ tổ Hùng Vương nha cả nhà. Mình sẽ bốc thăm với bạn rồi chia những cặp đấu rồi quánh tới nhận cặp chung kết là tới lễ 30/4 như vậy. Đó đó đây là xong. Kết thúc clip mình sẽ cho cô chú bốc thăm cho cả nhà xem, nhà nhớ xem. Rồi những tay cơ nào đụng với tay cơ nào nghe nha, siêu kinh điển luôn cả nhà ơi. Mình làm giải trong tem mình cả nhà. Đúng rồi, đoạn đó mà đoạn. Đoạn. Hai. Quá ngon. Ba. Này này ngon bộ. Bốn dạ bốn nữa mười. Điểm số giờ bên đội của Chi Linh với cô chú 10 điểm rồi nha. Ông Sáu với anh Phú 5 điểm. Kèo Sông Tô đi ra miệt vườn. Một bỏ hai lấy. Sơ ghi 15 điểm cho lên để thưởng 100k. Điểm kết thúc sẽ đấu là 3 băng nha các nhà. Một. Nhà đón có khi nào mà trong 16 người chơi mà cô chú với ông Sáu vô chung kết không cả nhà? Đó là siêu kinh điển luôn cả nhà. Tranh nhất nhì là thứ gì chịu nổi nữa cả nhà. Mình làm 4 giải cả nhà, nhất nhì 3 tư. Ngày mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Hey.
thiếu chưa anh? E nữa 7. Lên. Hay quá bồ ơi. Ê hỏi ra mm coi. Cái bên camera mình có đang làm nhà cái gì có tiếng máy hở không nhà không cả bao quanh. Ba. Chạy đi. Bốn. Không có tay rồi. Ôi ui vậy mà nó ui em trời. Bốn trong tay ơi. Bốn tới 14. Hay quá. Chú lẽ bữa nay con có giúp bữa nay. Hai mười sáu. Đem sóc qua mấy giờ mười một.
cũng ghê đó. Hai. Ba. Ba dừng lại ơi. 3-19. Quá đẹp rồi. Và đó là gà sườn đó. Đó luôn rồi. Dạ 4-15. Cậu
Trời ơi, chín. Sắp rồi đó nha, sắp được CD rồi. Sắp được CD rồi đó. Quá hay rồi. Ê, hỏi cho bà nội ơi. Ôi trời. Trời ơi. Đúng cái này là có gì đó. 11 phải trúng cho bọn. Nó buồn ơi. Mười hai. Trời đâu lòng em trời, 12 trọng tài ơi. 12 nó 31. Cả đồng tiết cái nhà không được series 15 mới 12 à. Khoe vậy nó móc ra luôn, ai ngỡ như trời. Dạ, chúng là có rồi. Chúng thì có rồi, con nó có rồi con. Hay quá Thu ơi. Giật cắn dễ dỗ được đấy. Ê từ rồi. Quá mỏng còn sâu. Từ rồi ơi. Hai đến 17. Hay quá rồi ơi. Hai nữa 33. Quá đẹp sao rồi.
4 với 21. Tuyệt vời. Gồm luôn. Quá sáu ơi. Qua đêm sáu tháng qua qua. Hai nữa 23. Hay quá vội. Mình nữa đi. Ba trọng tài ơi. Ba nữa 36. Ba nữa 39.
Hay quá bồ ơi. Hai vòng tay ơi. Hai nó 41. Giáo này thì cũng hay quá. Bánh quánh luôn. Cứ mò là hết hai bánh rồi. Chút nữa là hết đi. Không còn ngon ba đến 26. Ba nữa 31.
này quá bộ ơi. Ôi trời, con đá nó là hốt em vậy đó. Rồi xuống bẹt chỗ vậy lúc đó. Ừ. Mạnh. Đào lên chút nữa hay là nói sao rồi. Ừ. Được chưa? Quá, này sao thôi. Ai. Còn ngon đó. Không vậy, mới gặp tài. Cái gì rồi hả? Mua gà để cho vụ vô. Không chịu đâu. Chịu hả? Cái này mua quá dễ rồi. Ủa? Chúng cái đó có sự ghi luôn. Chúng cái trái con đó có sự ghi luôn. Chúng cái áo cái trái này vô sự ghi luôn. Để có nhớ Nam. Không có lo tay nè chứ mẹ gì. Anh muốn anh thở. Chạy hôm sau chúng sửa ăn cái này luôn cả nhà ơi. Vậy vô dậu rồi chúng luôn. Ồ, để tích cực không? Sao đâu? 9 nữa, 40. 41. Nhỏ lên. Trời ơi, chạy vậy mà cũng đi á trời.
chạy thấy nó lên vô gai sờ sờ vậy. Đâu chạy về gì rồi. Phước Long Sáu như anh Phúc quá bánh này. Rồi xin đi luôn. Liệu cái này ông Sáu với Phúc có sức riêng không nha? 11 điểm của nhà còn 4 điểm nữa. Xin đi luôn. Đúng là để cho Phú sửa thiên nhiên đó. Họ dư rồi. Ông dư rồi. 13 nữa. 13 nữa 53. Qua em sao rồi bị nó khó chứ bộ cũng khó. Chứ phải vậy. Đó rồi. Do cái bên có cắt nhà cả nhà, âm thanh có tiếng máy cắt, tiếng búa nó hơi ồn, bây giờ phòng cảm bỏ qua cho mình. Đúng rồi. Lấy về không Sáu? Cái nãy kéo mình đi, em
ba điểm được rồi anh, 356. Một bị chán mà sấy anh Phú. Rồi ok. Quá đẹp. Nè giờ có chút quánh là tới chi đinh nữa nè. Đó, chi đinh. Thank you.
Lửa lại cái này bồ, lấy lửa lại. Trời ơi, bây giờ đâu chụp, bây giờ đâu chụp cơ luôn. Ừ. Ê, tôi mồi lửa lại cái này tôi mới được. Để cục lơ kìa, văng cục lơ luôn kìa. Quá mạnh. Ba để luôn kìa. Ê, thôi. Ba nữa. 59. Chứ bây giờ ba để mình vậy mình muốn sao mình cho nó cọc khỉ mà hỏi cái này nó khổ dạng bộ khổ dạng chứ không bộ để mình dặn mình quất được không bộ khổ dạng cái đây.
quá. Ai đó có lửa rồi đó bộ. Và suy nghĩ luôn cả nhà ơi. Lấy cái đó hoang cái nó ngay trừ rồi cho nên chúng cái này là có thể có suy nghĩ cả nhà 13 cả nhà ơi. Cái đăng ký nãy giờ hai đội tới 13 cả nhà ơi. Ê, cái đó còn kéo 13 nữa 54 chút cái này dậu con sợ lộn. Đó là hết nhớ ai hết nhớ cho luôn cái này. Đúng rồi đó. Nó quấn gì đúng rồi đó. Nè, cái này em xấu cái học. Thôi ủa đâu mà đá em trời. Ủa ủa trời. Ủa? Thố quá ra ảnh. Đến sao vậy?
điểm, có điểm. Lên xuống thì nó cứ gian đường rồi cả. Ai đấy? 61. Ba nó 57. Bê trắng lên sáu. Đẹp. Đây. Nó khổ mà còn đường thêm cao với đường kia đường nào xuống còn đường kia đường kia. Con vừa mới chặt 4-65. Bộ đẹp dữ vậy. Hay quá bộ ơi. Thank you.
mà cái này khác quá, cái sợ nổi. Biết là cái thư nó làm gì bỏ nó đâu chứ thầy thầy chứ 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 bốn đến 61 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
4 nữa 65 đều. Trời. Thank you.
năm nữa 72. Giá đâu mà có dậu ở dư muốn luôn trời. Cho bà nội đó có gì dữ mà kêu lại mà ăn nữa. Làm em uống tim. Có điểm mà thôi gì cả đúng rồi, 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 chúng cái đi rồi bắt đầu từ từ mình biết lắm.
3 75. Dạ 2 nữa 69. Sao nãy giờ hay quá em sao ơi. Quá. Hay nó 71.
sao cốt đưa vô được chết cũng cốt đen gửi đó. Hai đứa 79 phá sổ. Kết thúc chương trình bạn ơi. Rồi, còn để một điểm vào băng nữa nha. Hai cái đầu buồn nữa. Đó đang tiếp ba ba mất con. Lọt của chị Linh như vậy. Thank you.
Đợi mình khoảng 1 phút và 2 phút là mình bốc thăm cho 16 người chia cặp đấu em ơi các nhà. Chưa đấy dẹp cơ hả? Đợi phút. Đứng ra ghi đi cho nào đọc tên thì ghi cho em. Đợi mình dậy ở đây một chút. Trong đây trong mình đang cầm là 16 người đang chơi 16 phút thăm nha nha. Rồi cô Trúc sẽ bắt hai phút trước là hai người đó đụng với nhau. Rồi bắt dài tới là 8 cặp như vậy cái nhảy. Rồi bắt con hai phút luôn Trúc. Rồi hai cái. Hai phút. Đẩy phiếu ra đây đi để. Trúc. Rồi cô Trúc nha nha, cô Trúc đầu tiên luôn cái nhảy. Cô Trúc đụng với ai? Rồi cô Trúc đụng với Diệp. Rồi cô Trúc Diệp. Hai phút đầu tiên cái nha. Chút. Không để cho cái chút rồi. Dạ, rồi có tiếp cả nhà ơi. Hai phiếu, tôi đếm lấy hai phiếu đi. Đây con. Ông sáu. Rồi ông sáu cả nhà. Ông sáu đụng với ai cả nhà? Linh. Ông sáu đụng với Linh Tâm Năm. Hai cặp. Rồi. Đây đây con đọc lên đi coi. Tại bia. Chú tại bia. Tại bia đụng với ai cái nhảy? Bảy. Chú tại bia đụng với bác bảy, bác bảy vui nha nhà. Cái đậu này ngon à. Ba cặp rồi cái nhảy. Đây đây. Bảy, ông dẫn cái nhảy. Tại heo, chú tại cái nhà. Chú Linh. Chú tại đụng với Chí Linh cái nhảy. Và bốn cặp. Rồi, rồi. Ngon lắm nè. Hai phiếu nữa cô Trúc. Hai phiếu nữa. Đây con. Đây. Rồi nghị cô lãnh nha nha. Nghị cô lãnh với Phú. Nhất. Nhất. Với nghị đụng với Nhật là năm cặp rồi cả nhà. Còn ba cặp nữa. Rồi. Hai cô Trúc. Ngọc. Rồi chú Ngọc nha nha, đụng với ai cả nhà. Quý. Rồi quý, quý mập. Chú Ngọc quý mập. Rồi chặn cầu đinh luôn cả nhà. Rồi. Phú. Rồi anh Phú nha nhà, anh Phú đang ghi cái nhà. Rồi anh Phú sẽ đụng với ai cái nhà? Học. Rồi, đụng với học cái nhà cũng xuất hiện trên mình mấy clip cả nhà. Rồi cặp cuối cùng luôn cả nhà. Rồi cặp cuối cùng. Cặp cuối cùng phải là mình. Thấy gì à? Gin, anh Gin Tâm Long nghe nha. Rồi với em Phong mình nghe nhảy. Phong với Gin đụng cặp cuối cùng là 8 cặp cái nha. Rồi mình để phiếu đi cho nữa 8 người loại ra còn 8 người mình sẽ bốc thăm tiếp cái nhảy. Rồi giờ mình chia bắt đấu rồi ngày 12 giờ ngày mới là mình làm set đầu tiên cái nha. Bây giờ bye bye cái nhà của chú ơi. Bye bye cái nhà chú ơi. Bye bye cái nhà chú ơi. Bye bye nhà. Bây giờ là mình bốc thăm rồi chia 8 cặp đấu cả nhà. Rồi sách vừa rồi là bên đội của cô chú với Chí Linh thắng cả nhà. Không có suy nghĩ cả nhà. Còn bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.